tăng cường xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất, kết nối cung cầu, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu ngành hàng, sản phẩm của địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc, hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết nhằm phát triển sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và các chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xuất nhập khẩu là nội dung trọng tâm của hội nghị xúc tiến thương mại và mở rộng xuất nhập khẩu vùng Trung du, miền núi phía Bắc vừa được tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại quyết định của Thủ tướng số 975 ngày 19 tháng 8 năm 2023 về việc là thành lập hội đồng điều phối vùng núi và trung du phía Bắc. Trong đó thì là Thủ tướng đã chỉ đạo là mỗi cái vùng kinh tế trong 6 vùng kinh tế là sẽ phải triển khai những cái hội nghị vùng theo chuyên đề. Thì hôm nay là cái hội nghị này được thực hiện là nhằm là triển khai cái phân tích tiềm năng xuất nhập khẩu cũng như là các hoạt động xúc tiến thương mại để phát triển xuất nhập khẩu. Theo Bộ Công Thương, vùng Trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, là cửa ngõ phía Tây và phía Bắc của quốc gia. Vùng đã đóng góp tích cực và thành công chung trong bức tranh xuất nhập khẩu của đất nước giai đoạn 2022-2023. Trong quá trình phục hồi sau đại dịch COVID-19, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu toàn vùng đạt gần 120 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 16% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của vùng đạt xấp xỉ 67,4 tỷ đô la Mỹ năm 2022 và trên 64,8 tỷ đô la Mỹ năm 2023, tương đương 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cơ cấu hàng xuất khẩu của vùng khá đa dạng, góp mặt trong nhiều nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của cả nước như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện, một số mặt hàng nông sản. Lĩnh vực nông lâm thủy sản là thế mạnh của vùng, cũng đang chuyển đổi dần theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh, nâng cao năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều điểm sáng, nhưng vùng Trung du và miền núi phía Bắc vẫn còn tồn tại một số hạn chế không nhỏ. Đó là quy mô kinh tế vùng tương đối nhỏ so với các vùng khác trong cả nước, tăng trưởng kinh tế không đồng đều giữa các địa phương trong vùng, dẫn đến chênh lệch phát triển nội vùng lớn. Với một số địa phương đầu tàu có tốc độ phát triển nhanh hơn như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Lào Cai, lực lượng lao động chiếm số đông trong khu vực nông nghiệp với năng suất lao động còn thấp. Việc phát triển doanh nghiệp trong vùng gặp nhiều khó khăn, mật độ doanh nghiệp trên 1.000 dân hiện thấp nhất cả nước, chỉ bằng 1/3 mật độ doanh nghiệp bình quân của cả nước, khiến giảm tính năng động của nền kinh tế vùng. Những hạn chế này đã tạo nên nhiều rào cản cho các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước và phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ của vùng với thế giới. Thời gian vừa qua, chính phủ cũng đã quan tâm đầu tư rất nhiều để mà khu vực này có thể nói là thay da đổi thịt với cái hệ thống hạ tầng toàn diện như bây giờ, cả về đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy nội địa. Nhưng mà để đáp ứng được cái nhu cầu trên thực tế và cái kỳ vọng để mà khai thác tận dụng được các tiềm năng thì còn phải đầu tư nâng cấp phát triển hơn nữa. Thì đấy là những cái khó khăn nhiều năm mà chúng ta đang từng bước cố gắng khắc phục. Và bên cạnh đó là cái điều kiện hạn chế về nguồn nhân lực. Một mặt là cố gắng tập trung đào tạo, khai thác được cái thế mạnh của các hệ thống, các cái cơ sở đào tạo trong khu vực. Nhưng đồng thời là phải có cái chính sách để thu hút được nguồn lao động có kỹ năng từ các địa phương khác cùng tham gia đến đây để có thể phát huy và tận dụng được cái lợi thế của khu vực này. Để khắc phục tình trạng này trong thời gian tới, tại hội nghị lần này, các đại biểu đã tập trung bàn thảo về những vấn đề kinh tế trọng yếu của vùng như tiềm năng, lợi thế hình thành chuỗi liên kết sản xuất hàng xuất khẩu, chiến lược phát triển xuất nhập khẩu những năm tới, cơ hội thị trường nước ngoài cho các sản phẩm của vùng, xây dựng khu vực kinh tế cửa khẩu, hiện đại hóa các hoạt động logistics, hỗ trợ xuất khẩu, thúc đẩy giao thương biên giới. Cần phải đặt cái lợi ích của cả vùng trên hết, nhìn vào tổng thể cả vùng, về sản xuất hàng hóa, về những mặt hàng cụ thể, về chuỗi liên kết vùng hàng hóa thì các tỉnh, các địa phương tư duy lãnh đạo là phải có những sự gọi là cách nhìn bao quát hơn, cần phải có những cái chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, trước hết điểm nghẽn. Cái điểm nghẽn đấy là điểm nghẽn cần phải tháo gỡ. Cái thứ hai là cái điểm nghẽn về hạ tầng. Thì điểm nghẽn hạ tầng nói gì thì nói phải trên cơ sở cái cần phải có một cái quy hoạch tổng thể kết nối vùng thực sự về cái hạ tầng của cả vùng nhìn vậy, từ cái kết nối hạ tầng về dịch vụ, hạ tầng về kết nối hạ tầng thương mại, hạ tầng về sản xuất công nghiệp cũng như hạ tầng có liên quan phải sự kết nối. Trước mắt thì đối với cả khu vực Trung du và miền núi phía Bắc thì có rất là nhiều thế mạnh. Thế mạnh thứ nhất là thế mạnh về nguồn hàng. Nguồn hàng thì có rất nhiều lợi thế về các vấn đề liên quan đến thổ nhưỡng, liên quan đến các cái sản vật địa phương, cũng như là liên quan đến các cái hệ thống giao thông, giao thương đối với cả khu vực ASEAN và khu vực Trung Quốc. Nhưng mà tuy nhiên thì đúng là khu vực Trung du và miền núi phía Bắc cũng có một số những cái hạn chế rất là nhất định. Cái thứ nhất là cái mặc dù có rất nhiều những cái lợi thế, nhưng mà tuy nhiên thì cái
cái quy mô xuất nhập khẩu của khu vực toàn vùng gồm có 14 tỉnh thì phát triển không đồng đều. Cái phần thứ hai đó chính là cái việc là cái sự phân hóa rất là rõ ràng giữa các cái ngành hàng. Bộ Công Thương chúng tôi hiện nay cũng đang hỗ trợ rất là mạnh đối với các địa phương về cái việc là làm sao mà để tiếp cận thông tin thị trường, tiếp cận thông tin về quản lý nhập khẩu đối với các mặt hàng nông sản trái cây về an toàn thực phẩm để cho các cái địa phương nắm được. Trong năm 2024, các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc trực tiếp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế như tổ chức các đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài, trọng tâm là các thị trường như Bulgaria, Kazakhstan, Pháp, Nam Phi, Hoa Kỳ, tổ chức tham gia các hội chợ, triển lãm lớn trong nước và quốc tế. Cùng với đó, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ các trung tâm xúc tiến thương mại địa phương thuộc vùng Trung Du và miền núi phía Bắc tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, các hội chợ triển lãm có tính chất liên kết vùng cao nhằm phát huy tối đa nội lực của vùng, thúc đẩy xuất khẩu những sản phẩm thế mạnh của vùng. Đặc biệt, chú trọng các hoạt động xúc tiến thương mại những thị trường giáp biên với các địa phương của vùng như Lào, Trung Quốc, tham gia vào các chuỗi liên kết cung ứng xuất khẩu.